Xử lý mọi chuyện ở quê đã ổn chưa? Đồ ổn ổn hết chưa? Đã đủ cái điều kiện để cho mấy cháu là được đến trường chưa? Dạ ổn hết trơn anh, nhưng mà bà nội chỉ yêu cầu là đưa Phương Anh về giữ à, chứ không có đưa bốn cháu nhỏ, tại vì bà nội cũng dặn mẹ mấy bốn cháu nhỏ không có công nhận bốn đứa cháu. Thế thì bây giờ em gửi ngoại một nửa. Ngoại không nhận luôn anh, ông ngoại bà ngoại cũng không ai nhận, dân có lên mạng công bố rồi đó anh. Bà ngoại nói là bà ngoại làm lương tháng có 3 triệu à, bà ngoại có con nhỏ nữa. Nó phải đưa thế bà ngoại không nhận để cho nó ngoài nhà nó cứ ôm con quá vậy đấy mới có tiền mạnh thường quân chứ bây giờ nó thật sự vì sao bà ngoại phải lên cộng đồng mạng công bố là bà không nhận vì đó cũng là một trong những cái đường đi đó, đó là một trong những cái rào cản để giả sử như cộng đồng mạng ai hỏi ủa con gọi tại sao không ra đấy thì đó cũng là một cái cớ để nó chỉ cái bà ngoại cũng từng lên cộng đồng mạng tuyên bố rồi. Thu nhập tháng 3 triệu có con nhỏ không thể nuôi cháu được nhưng cái đây là chúng ta đang nói rằng nếu như nó là một thằng cha có trách nhiệm thì nó gửi cho bà nội bà ngoại và nó đi làm dùng cái đồng tiền đó để nó gửi về để lo cho con đó thì tôi hỏi quý vị có bà nội bà ngoại nào không nhận đấy. Chẳng qua là anh đưa ra một cái vé đó để anh ngồi ở nhà anh ôm con và cũng chính từ cái sự ôm con đó mà anh lên Facebook anh kêu ca con là Lơ Hoàng Hẳn Lơ Quanh Hẳn gì đó rồi con ở chỗ A chỗ B gì kia vợ con bỏ đi cách đây một tháng con đứa lớn là được 3 tuổi hai đứa sinh đôi là gần 2 tuổi và đứa là 9 tháng tuổi hiện đang nheo nhóc cần sữa cần tã bà nội ơi, ông cần thì ông kể như phải có cái cách mà để ông kiếm tiền cho con ông chứ tránh lên cộng đồng mạng lo làm ông xin đó. Và nó dục nguyên lên trang Facebook là một cái cụm từ là gọi là xin ăn đấy thấy chuyện chuyện nó dở người mà bà con cứ nghĩ đi thà kể như nó không có nội có ngoại thì cái chuyện chúng ta nghĩ là khác còn một thằng có nội có ngoại là cái chuyện nó khác mà cái thằng có sức khỏe là cái vấn đề nó khác mà thằng đây nó thật sự tứ chi đầy đủ sức khỏe ok đấy thậm chí rằng mà cái như là bây giờ mà tuyển bảo mẫu là bảo mẫu phải là có sức khỏe bảo mẫu là tầm cỡ như U40 trở lại vượt tầm U40 là nó remove là ok không được đấy chơi cái đó thì tao nói quý vị cái tiền đâu mà chịu nói đó ông ngoại không có giữ được còn ông ngoại thì cũng đi làm vợ rồi bệnh rồi bà ngoại sao bị bệnh rồi nuôi con sao này rồi với bà ngoại sao á là ăn học nó điều kiện cũng khó khăn cũng không nuôi được nữa giờ mình em phải nuôi bốn đứa nhỏ mức lương của em là bao nhiêu? Dạ mức lương của em là thường thường em làm là em đang chạy xe đúng không? Mức lương em là bao nhiêu tiền? dạ mức lương em làm thì cũng khoảng 15 triệu nhưng bây giờ em không chạy được anh tinh thần em không ổn định không tập trung chạy như tay lái nguy hiểm lắm anh. Đó bây giờ nó đủ lý do để từ chối đi lao động khi người ta đã lâm vào đường cùng á thì người ta tìm mọi lý do để người ta vượt ra khỏi đường cùng đấy, người ta tìm mọi lý do lúc mà người ta đang lao vào cái hoàn cảnh khó khăn thì người ta tìm mọi cái mà cái điều kiện có thể là vượt ra khỏi cái giai đoạn khó khăn đấy nhưng cái thằng này á nói một câu gọi là lý do to hơn mục đích đó bây giờ tất cả là cái như nói thật sự tôi ví dụ đi là bây giờ không có cộng đồng mạng kể như là giúp đỡ thì anh cũng phải là cái như cũng phải gồng lên anh đi lao động kiếm sống chứ đấy đằng này gửi ngoại cũng không được gửi nội cũng không xong mà bản thân nó đi làm thì bây giờ cái tâm trí của nó bây giờ nghĩ đến con vợ thôi nghĩ đến hai cái bánh ú thôi quý vị cho bây giờ không đi làm được mỗi lần lên cầm cái vô lăng là cứ nghĩ cầm hai bánh ú là cái lái sợ đảo tay lái. Ủa tại sao lại vậy? Mình là một thằng đàn ông thì mình phải là biết buông cái nào, biết bỏ cái nào. À, nếu như cái điều đó là con vợ đi ngoại tình thật thì bây giờ cái phải là dùng trách nhiệm của một thằng cha để lo những đứa con chứ. À, bây giờ cái bà con thấy không? Luôn liên tục đưa ra những cái lý do để mà thoái thác trách nhiệm. À, trách nhiệm đây là nhát lao động, không muốn làm, à, muốn ôm mấy đứa con vì lý do không có người giữ.
ấy, mà muốn có người giữ đỡ nó đi làm thì kể như là phải cho nó bảo mẫu, nó có xin tiền tôi là kể như là nếu mà anh có thương em thì kể như là cho em tiền thuê bảo mẫu. Cho nó tiền thuê bảo mẫu rồi nó mới đi làm, mà tôi đảm bảo quý vị không phải mỗi mình tôi mà những bà con nào liên lạc với nó đều có một câu xin như nhau. Bà con có tin được không? Nó đã mở miệng xin một người thì có khả năng nó mở miệng xin đến là hai người trở lên là có. Đấy. Cái chuyện nó vô lý, cái chuyện nó vô lý, mà tôi thấy là cái vấn đề này là cái như là những anh mà cái như bây giờ nó thực sự con 5 đứa con 7 đứa vợ bỏ đi, tôi thấy sao giống như cái nắng sau mưa quý vị. Tự dưng là cái như là đùng ra nổ cái YouTube thiện nguyện, bắt đầu là quay qua đảo lại, bắt đầu là cái như hôm nay là cái anh 5 đứa con bỏ vợ bỏ, ngày mai anh 5 đứa con vợ bỏ. Ủa cái vợ nào đâu mà sao tự nhiên là mấy đứa mà 1-2 đứa con bỏ mà toàn bỏ toàn 5-6 đứa không, mẫu là nó quay lên là cái một điều rất là trơn, 5-6 đứa con. Đây là một trong những cái chúng ta phải đặt câu hỏi rất lớn đó. Giờ em chỉ đi bán dừa vậy đó, rồi có thời gian đưa đón con thôi, ngày lời được 200-300, 200 mấy. Giờ là mấy ngày nay là đã đi buôn bán rồi hả? Dạ, em đi bán được 3 hôm rồi em về quê rồi. Em nghỉ 2 hôm rồi chắc chiều nay em mới đi bán lại. Tối em lên khuya quá em mệt, sáng không có đi bán nổi. Thế hả? Giờ qua em lên Sài Gòn, em lên lại Đồng Nai là mấy giờ? Khoảng hơn 12 giờ đêm á. Mấy đứa nhỏ sốt hết trơn luôn, sáng giờ em phải cầm cho nó. Thì em tính đi mua thuốc cho nó uống nữa. Hồi sáng hồi tối tôi uống rồi, cái thuốc có bỏ quên trên xe ở nhà chạy đi luôn rồi, giờ em phải mua thuốc khác. Về về là thuê xe đi hả sao? Dạ, thầy xe ăn. Rồi giờ mà như mấy bé nó học đấy là em cần hỗ trợ gì không? Dạ, tại vì con cũng đông mà em việc làm á, rồi em cũng không có đi lấy xe được. Nếu mà lấy xe được thì đồng lương cũng nuôi mấy bé đủ. Giờ chắc em cần hỗ trợ như tiền gửi trẻ á. Bà con ha, tôi nghĩ nếu mà hàng trăm người mà điện tới hỏi ảnh giờ cần hỗ trợ gì, chắc ăn là tiền giữ trẻ thôi, tiền để cho con đi nhà trẻ thôi. Đấy. Cái tiền nữa quý vị. Đó. Trong đó tôi nói ngay từ đầu rồi, cái bản chất anh này đó, chỉ cần mà điện thoại tới đánh đúng vô cái điểm yếu của anh thì khai phá. Đấy. Thì chắc ăn là anh cũng cũng ngã ngựa thôi. Đấy. Tôi chấp nhận, tôi lắng tôi nghe để mà tôi sấy mà. Còn ăn uống thì chắc em lo nổi, giờ tiền gửi trẻ thì nó hơi nặng, ăn uống như nhà trọ rồi em lo được. Một bé là gửi trẻ là bao bao nhiêu tiền một tháng? 1,5 triệu trở lên anh. 1,5 triệu lên luôn hả? Dạ, 4 bé mới 6 triệu. Rồi giờ tình hình của bà xã em là xem như là bất khả thi rồi đấy, tìm không ra rồi đấy hả? Dạ, thì không được anh, mất tích luôn rồi anh. Mất tích thì bây giờ nếu mà em ra em làm việc lại địa phương vài lần nữa đi, nếu mà không được thì thông báo mất tích đấy. Giờ thông báo mất tích Cái như thứ hai cái như thứ hai là chuyên qua tòa án làm đơn thông báo mất tích, sau 2 tháng thì ta sẽ báo mất tích. cái thứ hai nữa là trong vấn đề này thì làm một cái đơn yêu cầu cái như là cơ quan chức năng điều tra cái người mà kế toán trong quán đó, người đó là cái mấu chốt vấn đề, bắt người đó là sẽ em ra có câu nói chuyện không? nhưng người ta nói có chứng cứ đâu mà nói vậy. Cái này mình cái này á cái này Bà con thấy vô lý không? Cái chứng cứ là chính cái miệng của nó nói. Chính cái miệng nó là con vợ đi Dũng kế toán trong cái quán quán bê thui nào đó. Cái chứng cứ thứ hai nữa là những cái đoạn clip mà nó tới đập nhà đập cửa đó. Chứng cứ thứ ba nữa là những cuộc gọi điện thoại tới hăm he. Chứng cứ thứ tư nữa là cái như tin nhắn nào nó chê con vợ là khô rác đó. Thì đem mấy chứng cứ ra chứng cứ đâu có vậy đó. Rồi còn muốn là tìm những cứ chứng cứ xác thực theo như lời nó nói nữa, trích xuất tất cả các mặt camera trong khu vực đó, thì tôi nghĩ chắc anh khi công an vào cuộc, người ta đủ cái như là cái nghiệp vụ người ta làm đó sẽ làm ra bả luôn.
Mà câu hỏi quý vị bây giờ nó có dám đi báo công an hay không? Cái đó quan trọng. Vì nó giả. Nó giả ở đây là nó giả ngay từ thước phim gọi giang hồ đập cửa là đấy nó giả rồi. Đấy thì làm gì cái chuyện nó báo công an. Nếu nó báo công an điều tra ra lòi ra đấy nữa là hút nguyên cả một ổ YouTube bẩn luôn. Đó. Mày đi làm đi, tao tao cho tiền mày đi làm hẳn. Thiệt. Nếu bây giờ mà đi báo công an mà đã điều tra ra cái thằng nào đó mà nó dẫn con vợ mà đi đấy, tao chịu tiền chứ. Đấy, chi phí đi lại tất cả tao lo hết. Đấy, mà phải làm cho ra ra bả nha. Phải làm cho ra. Đấy, cung cấp thứ nhất á, làm theo yêu cầu của tao. Đó, cung cấp cái đoạn mà cái đoạn phim gọi giang hồ ra đập cửa, cái đó là cái tiên quyết để công an nhảy vô vô cuộc á. Nha. Làm gì có cái chuyện đó quý vị? Đó, bây giờ nó là nó dàn dựng lên cái thước phim gọi là giang hồ do đập cửa, tôi hỏi quý vị nó có dám đi báo công an hay không, nó có dám đi ra cơ quan công an để mà nó làm việc nó báo về tình hình của vợ nó hiện tại hay không, dễ gì nó dám. Đấy, vì nó không thật cho nên đảm bảo gì nó không dám. Chứ còn nếu nó dám làm, tôi dám tài trợ tiền cho nó làm. Đấy, chi phí đi lại ăn ở luôn cho nó, miễn sao nó là cái gì nó làm một việc thật theo yêu cầu của tôi. Những đoạn thoại, những tin nhắn, những clip đó, đó thì phải cấp cho công an. Tôi đảm bảo quý vị, chỉ cần nó mà tung ra đấy, mà gửi công an phát, người ta điều tra ra là nấm đầu ra trước. Vì đó là những cái nó dàn dựng, những cái nó giả tạo. Đấy. Tôi hỏi quý vị, những ngày vừa qua nó dám hay không? Thiếu gì người mà sẵn sàng hỗ trợ cho nó để làm, mà nó có dám hay không quan trọng. Nó không bao giờ dám, mà tôi nói quý vị, bây giờ những thằng YouTube á, mà dàn dựng cái thức phim gọi giang hồ tới mà truy đập cửa đó, những thằng đó bây giờ cũng ngồi trên đống lửa. Bây dàn dựng những thức phim mà giỡn người đó, những thằng nào bà con thấy, những thằng nào mà đăng cái thức phim gọi là giang hồ đập cửa cứ tại chay hết thôi. Thức phim nó thức phim dàn dựng, tôi điều tra rất rõ về cái thức phim đó rồi đó, thức phim nó dàn dựng chứ không phải thức phim thật. Một thức phim dàn dựng một cách trơ trẽn. Đó, bà con cứ xem thằng nào đăng clip lên mà có tiếng nó tẩy chay hết rồi. Phải làm như thế, quyết liệt thế là những thằng đợt sau nó không dám dựng nữa. Nguyên cả một cộng đồng mạng, một cái cộng đồng mạng mà để cho các ông cái đưa văn hóa cái bắn lên cộng đồng mạng lừa bịp dối trá. Tôi hỏi quý vị, thằng Hằng nó dám không? Dễ gì nó dám quý bà con. Mướn nó cũng không dám thì báo công an. Đừng nói chuyện là cái này cái khác. Theo luật á, là em làm đơn, em đứng đơn em ký luôn là em là người chịu trách nhiệm. Đây là cái đơn tố giác tội phạm à, liên quan đến em là người chồng, em kèm theo tất cả các chứng từ như chứng minh của em căn cước công dân đó, với là cái giấy kết hôn, rồi cái giấy khai sinh của những đứa con em kèm ở đó. Là bây giờ coi như là em làm một cái đơn gọi là tố giác, coi như là cái người nào mà dẫn vợ em đi đó. Bây giờ cái mấu chốt là ở chỗ người đó, chứ không có chuyện mà đó ở cưu mang đến bây giờ rồi ai biết là nhiều lúc ông có những động thái gì hay sao. Đấy thì bây giờ là cộng đồng mạng cũng đang phân vân à, không biết là à, em với vợ em là cái như là có diễn kịch diễn đồ gì hay không. Thì nếu như anh nói à, trường hợp mà vợ em là mất tích thật sự hay là đi với người nào đó thật sự đó, mà em làm về một động tác pháp lý đó rõ ràng đó, thì anh nghĩ là cái như là xã hội cả cộng đồng mạng sẽ chung tay mà cái như để bảo vệ cái lẽ phải. Đấy, chứ còn đại đa số là anh thấy là những cái vấn đề mà như mà anh theo dõi sự việc em cũng lâu rồi, anh thấy mà những cái vấn đề nhưng mà em nói lên cộng đồng mạng rồi cái như là cuối cùng xác minh lại là em nói không đúng. Nên cái bây giờ cái mấu chốt cuối cùng bây giờ đó là chỗ người vợ của em đó. Đó, em phải làm như thế nào để cho nó rõ ràng. Dù sao bây giờ giả sử như 10 cái mà em đã sai 9 cái rồi thì cái thứ 10 đây em cố gắng mà để mà lấy điểm lại ở cộng đồng mạng chứ. Đúng không? Không, không phải những cái em nói không đúng đâu anh. Những cái em nói đúng đó. Nhưng mà em bốc bụng. Tại vì cộng đồng mạng ấy. Bà con nghe đoạn này nè. Bà con nghe đoạn này. Mà nó thật sự ra cả gia đình của Hằng á. Nha. Cả gia đình Hằng bây giờ nghe đoạn này tôi nghĩ là kể như là cũng tức bầm gan luôn. Đấy, mới hôm qua nó về nó quỳ gối nó xin lỗi. Đấy, nó còn năn nỉ cha bảo qua, năn nỉ mẹ bảo qua, năn nỉ em bảo qua à, cái mặt của nó đầm thối ra à, bắt đầu là hết quay phim, bắt đầu nó cười như nghé. Rồi bây giờ nó khi tôi điện qua đó,
có điện qua nó nói một câu rằng bây giờ đó là những gì nó nói trên cộng đồng mạng từ trước đến giờ là đúng hoàn toàn, à, không sai một chút nào. À, bà con nghe đi. À, cho anh tôi ngoặc lại một câu, ngay cả những vấn đề mà cha mẹ em nói là em nói không đúng thì vấn đề đó sao? Thì nó nói là những cái vấn đề đó là cũng đúng luôn, những cái vấn đề nó nói là không oan cho gia đình là cái nào luôn. À, một thằng đó quý vị, hàng chi mà lúc mà nó vừa nó xin lỗi cha mẹ nó cứ nói thật để kể như là xem tình hình thế nào. Đó. Đúng quý bà con, trên đây là một trong những cái mà chứng tỏ rằng thằng này nó quay lưng như là kể như trong trống quý vị. Hôm nay là nó đứng nơi này, mai nó đứng núi nọ. Đấy thì tôi hỏi quý vị, riêng cha mẹ nó còn bắn đứng được thì Mạnh Thường Quân là cái chi? Nó bán bình thường. Thằng đây nó bán, nó thật sự nó bán trời không có văn tự đó quý vị. Đấy, nó mà nó bán trời không văn tự, đừng có tin nó. Tôi thấy là cái bản chất của nó đã lộ ra lắm rồi. Bà con nghe đoạn này, tôi đảm bảo rằng nếu mà đoạn này đó mà gia đình của nó nghe cũng là cái như thâu đường con đi, đường cha đi đi, đừng liên tiếp nữa chú ơi. Thằng con chú bây giờ nó đã như thế này rồi, tôi thấy gia đình của chú rất đàng hoàng. Nhưng mà có mỗi thằng Hận này là một thằng dạng xảo trá. Thì thôi, cái mỗi người có một cái gọi là một cái hoàn cảnh sống, một kiếp sắc khác nhau, một số khác nhau. Đấy. Thì bây giờ mà lỡ mà đẻ thằng con thế này thôi, chấp nhận đi. Đừng bao giờ liên tiếp, cứ xem như nó không tồn tại cõi đời này. Thì cô chú còn có thể sống được 9-10 năm nữa. Còn nếu mà ngày nào cũng là thương nhớ Hận, ngày nào cũng ôm cái cục tức vô lòng, thì kể như đảm bảo cô chú là kể như là sống nó không vui không vẻ gì đâu. Đấy. Mới hôm qua lên xin lỗi và hôm nay nó lên tố giác tiếp tục. Em quá. Là có nghĩa rằng là em về xin lỗi cũng là để cho qua chuyện chứ không phải là em nói sai hả? Hay sao? Không phải anh, một phần em cũng có sai trong đó. Nhưng mà cũng là có lửa mới có khói. Là gia đình em cho đất đai em rồi lấy lại, em mới quậy mới trả cho em. Em mới không ở nữa, em mới bán. Chứ không phải là tự nhiên mà em bán, hoặc là tự nhiên là em với gia đình em mới là cãi nhau. Nói chung là em cũng có lỗi trong đó, em cũng thành thật xin lỗi để em nhẹ nhõm, em yên tâm em làm ăn nuôi con. Nhưng mà không phải là nói cái đó là không đúng, tại vì sai trước rồi có người sai sau dẫn đến là em sai, chứ không phải là không sai, mà cũng không phải là em nói đó là không đúng. Thì đó, anh thấy là tất cả những cái vấn đề mà em nói thì bây giờ anh xét lại thì thấy có những cái là nó không phù hợp. À, nhất là bây giờ cái sự việc của vợ em đó, em muốn cộng đồng mạng, à, ngay cả bản thân anh cũng vậy, bây giờ nó thật sự anh cũng rất muốn là để giúp đỡ cho mấy đứa bé nó có cái điều kiện đến trường. À, nhưng mà dưới điều kiện em phải làm rõ ràng chỗ con vợ của em đó, bây giờ một hoặc là đi theo người nào, hay là bị bắt cóc, hay là kể như là giữa em và vợ em đang có những cái gọi là cái màn kịch đằng sau đó, thì em cũng phải làm rõ ràng cái đó thì cộng đồng mạng sẽ cái như có động thái với em liền. Dạ, hạnh phúc gia đình em không có đem làm kịch cho anh. Là em nghèo quá, em không có tiền, mà vợ con vợ chồng hạnh phúc với nhau. Bà con thấy không? Anh nói đúng rồi đấy, hạnh phúc gia đình không bao giờ anh đem lên làm cái diễn kịch đâu anh. Tôi nói bây giờ ngay cả cha mẹ của nó còn đưa lên cộng đồng mạng, nó còn bêu cho được, thì với con vợ nó là cái nghĩa địa gì quý vị? À, với con vợ nó là đưa lên nó xấu chuyện bình thường. Đó. Mà bây giờ cái thời điểm là mới rập rầm hôm qua đó, anh vẫn còn về quỳ lạy van xin. Đấy, và bây giờ nó thật sự đụng một cái là bắt đầu là anh khai ra nó là tất cả mọi tội lỗi là do gia đình của anh tạo ra. Chứ anh không có liên quan gì đến vấn đề đó, mà do gia đình anh bức ép anh thế này thế khác thế kia. Đấy. Đây là một sự chứng tỏ là một vấn đề của một thằng gọi là lập lừa dối trá. Đấy. Nó xin lỗi là để lấy làm Mạnh Thường Quân, xin lỗi là để lấy những đồng ngân, chứ không phải xin lỗi là phật tâm. Tôi nói ngay hôm qua rồi quý vị,